vừa bước xuống khỏi cái ghế dễ thương của mình. Ngày hôm qua thì sau khi nhậu nhẹt rồi hát hò cho tới 5-6 giờ sáng thì mọi người giờ này chắc đã đi ngủ. Còn mình phải chia tay cái căn nhà của mình đây. Nhà thì hơi bề bộn, tại vì do là dọn dẹp để chuẩn bị đi. Nhưng mà mọi thứ thì còn nguyên vẹn lắm. Tại vì còn một người ở đây đến năm tháng 9. Đây, cái toilet tuy là xấu xí thiệt nhưng mà cũng ráng trang trí cho ok. Đặc biệt cái sàn lát này thì mới, vì cô chủ nhà cố ý sửa lại làm màu xanh cho giống cái nhà của mình. Cái góc bếp mình ưa thích. Hy vọng là đi rồi thì sẽ có một người chủ yêu thương nó hơn, để xây dựng nó đẹp hơn. Chứ cái này cũng hơi bừa bộn. Buồn quá. Cái cầu thang mình đi phúc lửa từng màu một để pha lại với nhau. Ông địa này thì cũng hai đứa sơn rồi mua đồ giác nhà về cho ông. Chắc là mai mốt đi thì sẽ giao lại cho chị Hồng. Còn cái khoảng sân này nữa. Nhớ cái khoảng sân này, mỗi tối mấy chị em nhà kỳ phu gia trang bu lại trò chuyện, cười đùa, ăn nhậu. Bây giờ thì hết rồi. Mới làm sinh nhật sớm cho bạn Phúc, vừa là tiễn mình đi luôn. Cái tàn tích nhậu hôm qua không biết ai dọn dẹp rồi. Mai mốt chị không gặp cô Như nữa thì có nhớ cô Như không? Chị phải nhớ cô Như nha. Mai mốt cô Như về chị không có sữa nha. Chị phải ăn ngoan chóng lớn, phải chịu ăn nha, không thôi ốm nhách á, biết không? Mai mốt không gặp chị nữa, chị phải ngoan biết chui vô nhà ở nghe chưa. Đây là nhà cái kia. Phúc đóng tiền mua cho kia á, phải không? Hợp lại thì đóng cho kia phải không? Sao mày cô Như với cô Hồng dán cái dán bị đi cho kia phải không? Chú quả kia ăn đồ ăn nha. Đồ ăn để kia đi ăn nha. Này cái để chán cho kia. Đèn cảm ứng khi mà tối khi chui vô thì trời sẽ sáng, đèn sẽ sáng lên cho kia nha, cho kia không sợ mưa nữa nha. Chị vô miếng nè, chị miếng
thắp nhang trong địa cả. Còn 12 tiếng nữa là máy bay bay rồi, thì mình cũng phải đi làm lại tóc tai rồi về nhà ăn cơm với ba mẹ này nọ nữa. Là đã tới tiệm tóc quen, mỗi tháng sẽ làm lại tóc, cắt tóc. Nhưng mà từ bữa nay chắc là hôm nay là lần cuối cùng rồi, qua bên Úc chắc là lấy tóc dài, tại vì không có một cái bạn nào mà làm tóc có tâm mà đẹp mà kỹ như là bạn Sơn này hết. Cho nên quyết định là hôm nay điệu đà một lần thôi, rồi xong sẽ lấy tóc dài. Maybe hy vọng là qua bển thì gặp ai làm tốt giống như bạn Sơn để có thể làm tóc đẹp hơn. Để hôm nào có qua Úc có cắt tóc hay làm tóc gì đó thì sẽ quay thử cho mọi người xem. Bắt đầu làm tóc. Không biết khi nào làm thì sau biết chừng nào mới làm được đầu màu đẹp được.